Thưa quý vị và các bạn, Nam Giang là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, nơi có diện tích rừng nguyên sinh khá lớn, đầu nguồn của hàng loạt hệ thống nhà máy thủy điện. Do vậy, công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, luôn là vấn đề được chính quyền, các đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm. Thực tế vài năm trở lại đây, cũng như từ đầu năm 2022 đến nay, Nam Giang được xem là điểm sáng trong công tác bảo vệ rừng phòng hộ nhờ vào quyết tâm cao của lực lượng chuyên trách cũng như phát huy được sức mạnh cộng đồng trong nỗ lực bảo vệ rừng. Chương trình bảo vệ rừng hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Nam Giang để tìm hiểu công tác bảo vệ rừng ở một huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam. Là một trong số những địa phương còn rừng nguyên sinh lớn nhất tỉnh Quảng Nam, huyện biên giới Nam Giang từng được xem là điểm nóng, thường xuyên xảy ra những vụ phá rừng nghiêm trọng. Đơn cử như vụ phá rừng Pơ Mu ở khu vực biên giới hay rừng Thiết Liêm giáp ranh với huyện Tây Giang được báo chí phản ánh nhiều năm trước đây. Nguyên nhân là do các mô hình giữ rừng theo phương thức cộng đồng không còn phát huy hiệu quả. Và quan trọng hơn là khi một số người dân địa phương nhà già cả tin đã bị đối tượng phá rừng mua chuộc. Để khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện Nam Giang cũng như một vài địa phương khác thuộc vùng cao, tỉnh Quảng Nam đã áp dụng mô hình giữ rừng chuyên trách, gắn chặt công tác bảo vệ rừng với vai trò trách nhiệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang. Nhờ lực lượng chuyên trách này mà diện tích rừng ở Nam Giang gần như không bị xâm hại như nhiều năm trước đây. Từ cái mô hình hợp đồng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thì công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn của huyện cơ bản được ổn định, chuyển biến tích cực, rõ nét. Việc xâm phạm đến rừng, khai thác tài nguyên lâm sản trái phép như trước đây thì không còn, hoặc như gần như là tuyệt đối không còn. Vì chúng tôi đã thành lập, hiện nay trên địa bàn của huyện, ban đã thành lập tới 5 trạm và 10 chốt cố định. Ngoài ra ban còn thành lập các chốt gọi là giã chiến nữa tại các tiểu khu, khu vực mà trọng yếu mà có nguy cơ mà xảy ra về vấn đề xâm phạm tác động đến rừng, đến tài nguyên của rừng. Thì ban luôn luôn tăng cường lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đi tuần tra, kiểm tra thường xuyên hàng ngày. Ngoài ra còn tổ chức chốt chặn tại các khu vực trọng yếu. Đây là hình ảnh vùng lõi của những cánh rừng đại ngàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Với phương châm bám rừng, bám núi, những tổ chốt chặn được thành lập theo Nghị quyết 46, nay là Nghị quyết 38 của tỉnh đã được triển khai. Các trạm, chốt luôn có kế hoạch tuần tra, bám rừng và kiểm soát theo kế hoạch bài bản, hợp lý. Cách giữ rừng tài cồi 24/24 của các tổ chuyên trách có tác động ý nghĩa rất lớn đến cuộc chiến bảo vệ rừng. Bởi cách làm này vừa tránh được tình trạng rừng bị tàn phá rồi các ngành chức năng mới vào cuộc, hay khi sự việc xảy ra, các đơn vị có trách nhiệm thường đùn đẩy cho nhau. Đây là hình ảnh một chốt chặn giã chiến ở khu vực rừng nguyên sinh tại xã La Dê, gần với cửa khẩu Đắc Ốc thông thương với nước bạn Lào. Mặc dù đang mùa mưa bão, nhưng đội tuần tra vẫn lập lán trại, ăn ở sinh hoạt tại chỗ. Các ca kíp vẫn thay nhau đi tuần tra rừng ở những tiểu khu được giao phụ trách. Không chỉ ở chốt, mà toàn trạm luôn trong tình trạng trực chiến, sẵn sàng luồn rừng, lội suối khi có dấu hiệu kẻ xấu xâm hại tài nguyên rừng. Thực hiện kế hoạch hàng tháng thì tổ bảo rừng tuần tra thường xuyên trong năm phạm được giao. Qua tổ tuần tra thì vừa nắm bắt thông tin trên địa bàn. Nếu mà gặp đường dây bãi thì tháo dỡ, còn gặp các đối tượng vào rừng trái phép thì đẩy đuổi các đối tượng đó ra khỏi lâm phạm. Trạm thì thuộc Ban Quản lý rừng hộ Nam Giang. Hiện tại lực lượng của trạm thì 46 người. Nhiệm vụ của trạm thì thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra trong các lâm phận được giao quản lý, và đặc biệt ở tiểu khu 351, vùng giáp ranh với nước bạn Lào. Mỗi đợt tổ chức tuần tra kiểm tra thì chia làm hai tổ. Mỗi tổ thì 20 người, 15 người để tổ chức tuần tra theo gọng kìm. Còn đây là hình ảnh lòng hồ thủy điện sông Bung Bốn. Xung quanh lòng hồ có diện tích rừng nguyên sinh phòng hộ khá lớn, đầu nguồn của hàng loạt nhà máy thủy điện ở tỉnh Quảng Nam. Nơi đây có Khe Vinh, trước kia là điểm nóng về nạn khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, từ khi có lực lượng chuyên trách, tình trạng xâm hại tài nguyên rừng gần như đã bị triệt tiêu. Ngay sát lòng hồ, trạm quản lý bảo vệ rừng số 2 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Giang được giao quản lý lâm phần thuộc địa phận hai xã Tà Bi và Tà Pơ. Lực lượng chuyên trách giữ rừng ở đây hàng ngày thường xuyên tuần tra bằng phương tiện thuyền máy kết hợp luồng rừng khảo sát.
với trách nhiệm được giao, lực lượng giữ rừng chuyên trách bám sát địa bàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm lâm luật. Cũng theo nghị quyết 38 sửa đổi từ nghị quyết 46 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, lực lượng chuyên trách giữ rừng còn có thêm chức năng phòng chống cháy rừng và cứu nạn cứu hộ cùng với chính quyền và người dân địa phương. Trước khi đi tuần tra một cái tiểu khu là lên một kế hoạch rõ ràng, là khi vô trong tiểu khu là bàn giao, ví dụ có đồng chí đi khu vực tiểu khu lô máy, rồi đồng chí kia là lô máy để nó nhanh, ví dụ đi trong trường hợp khó khăn thì các đồng chí là đóng trại ngủ tại tiểu khu đó. Trong quá trình tuần tra không phát hiện gì thêm thì mấy anh em sẽ tổ chức về lại tổ sinh hoạt bình thường. Nếu có dấu hiệu thì tổ tiến hành lập biên bản tại hiện trường và tạm giữ tang vật, rồi trình cho người có thẩm quyền để giải quyết và phối hợp với bảo vệ rừng chuyên trách. Tổng lực lượng của trạm bây giờ hiện tại là 47 người, trong đó có 2 biên chế và 35 lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Công việc chính của tụi em là xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra quản lý bảo vệ rừng trên cái lâm phận mà ban quản lý rừng hộ giao. Trước khi cái nghị quyết 38 chưa ra đời thì hiện tại đang đứng đây là cách đây 5-7 năm là hắn là điểm nóng của khai thác lâm sản, mà từ khi lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách về thì anh em cũng thường xuyên tuần tra mấy điểm này. Thì hiện tại bây giờ anh cũng đã nhìn thấy thì bây giờ hiện trạng rừng cũng đã phục hồi trở lại, và thì anh em cũng thường xuyên mà cố gắng để giữ cái vốn rừng hiện có của nhà nước được giao, anh em cố gắng giữ. Có thể nói mô hình giữ rừng với sự tham gia của lực lượng chuyên trách gần 200 người như hiện nay, huyện Nam Giang đã cơ bản ngăn chặn được tình trạng vi phạm lâm luật, giữ được nguyên vẹn các cánh rừng phòng hộ, góp phần vào việc bảo vệ môi trường không chỉ ở vùng cao mà còn cho các địa phương ở vùng hạ lưu. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói với vai trò nòng cốt, Ban Quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ Nam Giang cùng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã góp phần rất lớn vào việc ngăn chặn các đối tượng có ý đồ vi phạm lâm luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang kết hợp với các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng. Xem đó là yếu tố nòng cốt mang tính căn cơ lâu dài ở một địa bàn vùng cao nhiều rừng như Nam Giang. Những cuộc họp như thế này thường xuyên được tổ chức ở đều khắp các xã thuộc huyện Nam Giang. Không chỉ trong các cuộc họp chính thức, mà ngay trong các sinh hoạt của các hội đoàn thể như cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, v.v. Cán bộ và nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang phối hợp cùng chính quyền địa phương, kiểm lâm viên địa bàn và lực lượng liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ rừng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị cấp trạm quản lý bảo vệ rừng, các đội quản lý bảo vệ rừng cơ động đã kết hợp chính quyền địa phương, tổ chức gần 100 lượt họp thôn với hơn 6.000 lượt người tham gia, ký cam kết với gần 1.000 hộ dân về thực hiện bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ thường xuyên tuyên truyền vận động mà ý thức người dân ngày càng được nâng cao, người dân hiểu hơn về giá trị của rừng, qua đó cùng chung tay với các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng. Chắc chắn là người cư tu thì thường thường phá rừng nhiều, nhất là làm đây nương phải chặt rừng nhiều. Ở đó từ năm 75 đến năm 86 thường thường nói chung về vấn đề rẫy nương là không thể có đất ruộng, phải bắt buộc phải làm rừng rẫy. Rẫy và có những cái loại kia mà chặt phá rừng nhiều như cây cối rồi như cái loại lim gõ dối lát không biết tên tuổi, nó giá trị quý lắm, không biết tên tuổi. Nhưng bây giờ thì thấy là quý rồi, thấy quá là tuyệt vời, thấy là rất là tiếc. Mỗi người, mỗi lớp, từng lớp lớp thanh niên thì có lực lượng, có sức khỏe, năng lực, bây giờ là bảo vệ gần nghiêm ngặt. Ngoài vấn đề đi tuần tra, kiểm tra bảo vệ tại thực địa, tại hiện trường của rừng, thì lực lượng của ban thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với các thôn, người gia làng uy tín tại thôn, để làm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng. Về vấn đề công tác tuyên truyền, ngoài việc tổ chức hội họp, lồng ghép các cuộc họp của thôn, của xã, thì ban cũng thường xuyên làm công tác tuyên truyền lưu động bằng nhiều phương pháp, kể cả đi tuyên truyền lưu động, kể cả sử dụng các pano affix để làm để gọi là truyền đạt đến người dân, có đó nhận thức của người dân ngày càng
mà tốt hơn, và người dân cũng hưởng ứng một cách tích cực và tham gia phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Theo kết quả tổng hợp từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang, với hơn 55.000 hecta lâm phần được giao phụ trách, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện chưa có vụ việc phá rừng nghiêm trọng nào xảy ra. Kết quả này là nhờ vào việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. Đồng thời, đó cũng là thành quả của gần 700 đợt tuần tra, kiểm soát, truy quét các khu vực trọng yếu của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang phụ trách. Những kết quả nói trên tạo cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ rừng ở Nam Giang trong thời gian đến. Bên cạnh những công tác khác như phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng, v.v., thì việc xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm để Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian đến, thì để mà làm tốt trong cái công tác mà quản lý, bảo vệ rừng cũng như phát triển rừng trên địa bàn của huyện Nam Giang nói chung cũng như là trong bộ phận của ban, thì đầu tiên thì ban cũng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và cái chương trình số 34 của huyện ủy về thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phát triển rừng, và tiếp tục thực hiện tốt cái nghị định 156 và các văn bản chính sách liên quan của cấp trên về liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Thông qua đó là cũng thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cái lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để nắm vững hơn những cái chủ trương, những kiến thức và những cái kỹ năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Theo chính quyền huyện Nam Giang, thành quả đạt được của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang được thành lập theo nghị quyết 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam là rất đáng ghi nhận, cần phát huy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, để nâng cao hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng thì việc chăm lo đời sống người dân, giảm bớt phụ thuộc vào rừng mới là giải pháp dài lâu. Với chủ trương tạo sinh kế cho người dân, phát triển các mô hình kinh tế từ rừng, gắn các chương trình xây dựng và phát triển nông thôn với các đề án do tỉnh, huyện xây dựng là mục tiêu để huyện Nam Giang một mặt chăm lo và nâng cao đời sống người dân, mặt khác góp phần quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại địa phương. Để quản lý cái lâm phận của rừng của mình thì huyện rất là quan tâm, chú trọng đến cái việc sinh kế cho bà con nhân dân, cho cộng đồng thôn, cho các hộ gia đình và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở gần rừng, phát triển cái sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới. Về xây dựng nông thôn mới thì huyện cũng đã ban hành các cái nghị quyết như nghị quyết xây dựng nông thôn mới từ nay đến giai đoạn 2025 định hướng 30, rồi các cái chương trình kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, rồi cứ nghị quyết phát triển sản xuất ba cây ba con lồng ghép vào là đưa vào cái chuỗi liên kết giá trị, tận dụng các cái nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia, thứ nhất là chương trình 30A, nghị quyết 88, rồi là chương trình xây dựng nông thôn mới lồng ghép vào đưa vào đó để cho người dân bà con phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình để mà người dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó mà họ giảm cái tác động vào rừng. Với định hướng của chính quyền địa phương huyện Nam Giang, hoạt động hiệu quả của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang cùng các lực lượng đơn vị chức năng như hạt kiểm lâm, chủ rừng trong thời gian đến, hy vọng rừng Nam Giang không chỉ được bảo vệ nghiêm ngặt mà còn phát triển, góp phần vào việc gìn giữ những cánh rừng nguyên sinh quý giá, nơi đầu nguồn các con sông có vai trò quan trọng trong sản xuất điện năng và điều tiết nguồn nước thủy lợi cho người dân ở vùng Trung Du và Đồng Bằng của tỉnh Quảng Nam. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình bảo vệ rừng ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.